Rồi, xin chào tất cả các bạn. Còn nhiều thứ thanh lý cho anh em nha. Đây là hàng zin mới trong bịch. Hàng zin mới trong bịch nha. Này, xin đây. Chập xin nha. Chập xin nha anh 8186 nha các bạn. Hàng zin mới trong bịch. Chập xin nha mình có hai loại. Chập tròn với chập bông nha. Đây, chập tròn nè. Đó, này là chụp bông nè, có đủ nha, mấy chục cái lận, chụp xi nhan mấy chục cái lận. Rồi logo mặt nạ, này logo mặt nạ, cái này anh em gắn cho xe 86 và lại custom, mình có đủ số lượng 50, 70, 90 cho anh em luôn nha. Cái này là dành cho đời cốp nổi nha, 86 với custom đời cốp nổi, có tem dán luôn, đây tem dán đâu rồi, đây tem dán vô cái logo này nè, đó có bán lẻ cho anh em luôn, số 50, 70, 90 vừa đủ luôn. Này hàng lấy trong bịch nha, anh em nào muốn hàng tháo xe thì cũng có luôn, nhưng mà xấu trầy xước mới trong bịch thì mới chát nữa. Rồi cặp cao su gất chân, không? Cao su gất chân mới trong bịch nha, mới trong bịch thì nó không có lủng đầu nha các bạn, còn thằng tháo xe nó sẽ lủng cái đầu này, đó lủng cái đầu hết nha anh em. Rồi chắn bùn sao, chắn bùn có sâm mới trong bịch luôn. Bao tay có hai loại, đèn vuông với đèn tròn, loại có ống ga với không có ống ga luôn, tất cả đều mới trong bịch hết. Ốc chụp đầu phuộc của xe cấp, tháo xe cũng có, này trong bịch nha. Cái này cao su hít yên, đây cao su hít yên loại hai chân đế nhựa, đó. Rồi cao su hít yên đế sắt, đế sắt một chân 86, ổ khóa DD mới trong bịch luôn, ổ khóa với lại khóa nón mới trong bịch, dành cho anh em gắn xe DD. Gất chân sao mới trong bịch luôn, đấy, dành cho anh em lên xe cột. Mấy thứ anh em lên xe cột á, cần số, đèn tròn, đèn vuông, có đề không đề, có đủ luôn. Tay sách của DD mới trong bịch luôn. Rồi mấy cái nút ốp phuộc này các bạn, ốp phuộc trước, ốp phuộc sao màu trắng, màu đen, à có đủ luôn nè. Đó. Ốp xi nhan, ốp xi nhan của xe custom mới trong bịch luôn anh em. Mắt mèo, mắt mèo DD, mắt mèo DD mới trong bịch. Cặp cầm DD, ôi trời mẹ ơi, còn thứ giữ không, anh em lên xe cột thì gắn cặp này nha. Đó, cặp cầm DD. Ốc ốc đầu bò 4 con mới trong bịch luôn. Chim 67, cái đây hàng Việt Nam. Chim 67 trên lờ hàng Việt Nam, như zin có ốc dặn luôn. Hết chưa? Rồi cái đống này hết rồi, còn nhiều đống lắm các bạn. Ok, một hộp nha, một hộp. Rồi anh em cần món nào thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản, rồi bên mình ship bưu điện, giao tận nhà cho các bạn. Chú ý là chuyển tiền trước, ship hàng sau, không ship code nha anh em. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.